Xin chào quý vị khán giả, MC rất vinh dự được đồng hành cùng quý vị khán giả trong bản tin 24 giờ ngày hôm nay. Bản tin cập nhật những tin tức nóng nhất, mới nhất về tình hình kinh tế, chính trị, xã hội trong nước cũng như quốc tế. Sau đây xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Bản tin ngày 11 tháng 9 năm 2023 trên kênh Bản tin 24 giờ sẽ gửi đến quý vị và các bạn những tin tức mới nhất về tình hình bão lũ của Trung Quốc. Tin cực nóng, cuối cùng Trung Quốc cũng chỉ cho đập Tam Hiệp xả lũ vì mưa lớn bất thường trong những ngày vừa qua. Đây là đợt xả lũ đầu tiên trong lịch sử, khiến một thành phố của Trung Quốc bị nhấn chìm. Hàng ngàn căn nhà bị cuốn trôi, thiệt hại do lũ xả đập Tam Hiệp không thể đong đếm được. Thưa quý vị, theo tờ báo Nhân dân Nhật Báo, vào sáng sớm ngày hôm qua, ngày 10 tháng 9, giới chức của Trung Quốc bắt đầu cho đập Tam Hiệp mở hai cửa để xả nước. Đây là lần đầu tiên con đập Tam Hiệp này xả lũ trong năm nay nhằm ngăn chặn nguy cơ lũ lụt vì trong những ngày vừa qua Trung Quốc liên tục hứng chịu một lượng mưa rất lớn, vô cùng lớn. Các nhà quan sát cho biết việc Trung Quốc xả lũ không liên đới gì tới Việt Nam, nghĩa là Việt Nam không bị ảnh hưởng gì từ việc Tam Hiệp xả lũ. Nhưng các nhà quan sát lại cho biết một chi tiết quan trọng như sau. Bầu trời đang u ám và những cơn mưa to kéo bắt đầu từ Trung Quốc đang tràn sang Việt Nam. Dự báo trong một tuần tới Việt Nam liên tục, ngày nào cũng có mưa to, gió lớn, mọi người đề phòng lũ quét và sạt lở đất, nhất là những tỉnh biên giới phía Tây Bắc, giáp danh với đường biên giới của Trung Quốc. Thưa quý vị, cho đến bây giờ ai cũng biết Tam Hiệp là con đập lớn nhất trên thế giới, nó được xây dựng trên con sông Dương Tử hay còn gọi là sông Trường Giang, một trong những con sông lớn thứ ba trên thế giới và lớn nhất của Trung Quốc. Nó được xây dựng trên đoạn sông chảy qua thị trấn Tam Đảo Bình thuộc tỉnh Hồ Bắc, miền Trung của Trung Quốc. Theo tờ Nhân dân Nhật Báo cho biết, việc mở hai cửa xả nhằm giảm áp lực lượng mưa lớn đang đổ lên con sông Trường Giang và đảm bảo hồ chứa nước đập Tam Hiệp có đủ khả năng để ngăn chặn lũ. Trước đó, mực nước ở hồ Tam Hiệp lên tới 147m, cao hơn mực nước cảnh báo lũ lên tới 2m, dẫn đến nhiều nguồn tin cho rằng con đập này đang bị biến dạng và nhiều khả năng bị vỡ. Do vậy, người dân nên sơ tán khẩn cấp. Tuy nhiên, theo tờ báo South China Morning Post của Trung Quốc đã trích dẫn lời một nhà nghiên cứu mang tên Quách Tấn thuộc Viện Nghiên cứu Địa chấn của Trung Quốc đã ra thông báo bác bỏ thông tin đồn và khẳng định con đập Tam Hiệp vẫn còn nguyên vẹn. Nó có thể chứa một lượng nước lớn hơn rất nhiều so với thiết kế ban đầu. Nhiều khu vực thượng nguồn sông Dương Tử đang trải qua mùa mưa lũ lịch sử, lũ quét sạt lở đất ở thành phố Trùng Khánh, Tứ Xuyên liên tiếp xảy ra gây thiệt hại vô cùng nặng nề. Hiện Trung Quốc không chỉ đối mặt với mực nước ở tất cả các con sông lớn bé khác thuộc 80 tỉnh thành phố phía Nam của Trung Quốc cũng đang ở cấp độ báo động đỏ khẩn cấp, khiến cho giới chức của Trung Quốc đang như ngồi trên đống lửa. Theo Bộ Quản lý Tình trạng Khẩn cấp của Trung Quốc cho biết, đợt mưa lũ bất thường kéo dài suốt 30 ngày vừa qua hiện vẫn chưa có dấu hiệu chấm dứt. Nó đã khiến cho ít nhất hơn 100 người thiệt mạng. Gần 800 triệu người dân tại Trung Quốc đại lục ở 28 tỉnh thành bị ảnh hưởng, trong đó có hàng chục triệu người phải đi sơ tán khẩn cấp. Ngoài ra, hơn 9.000 ngôi nhà bị đổ sập, 10.000 ngôi nhà khác bị thiệt hại. Ước tính thiệt hại kinh tế là không hề nhỏ, lên tới hàng tỷ đô la Mỹ. Hiện giới chức của Trung Quốc nói rằng thiệt hại là không thể đong đếm được bằng tiền. Theo hãng tin Reuters, hãng tin nổi tiếng trên thế giới cho biết, các tỉnh miền Trung, miền Nam, miền Đông của Trung Quốc sẽ tiếp tục có những trận mưa lớn kéo dài trong tuần tới, trong đó một số nơi có lượng mưa từ 40 đến 60mm trên giờ. Theo cơ quan khí tượng thủy văn quốc tế cho biết, hiện mưa bão bên Trung Quốc nhiều khả năng sẽ lan sang Việt Nam bởi trên hình ảnh vệ tinh cho thấy một số khu vực tỉnh phía Bắc của miền núi Việt Nam ngày mai sẽ xuất hiện những trận mưa to đến rất to, đề phòng lũ quét và sạt lở đất. Trong khi đó, Đài khí tượng Trung ương Trung Quốc hôm qua lại tiếp tục phát đi cảnh báo mưa lớn liên tiếp trong những ngày tiếp theo. Cảnh báo mưa lớn màu xanh tiếp tục được Đài khí tượng Trung ương Trung Quốc phát đi vào lúc 6 giờ sáng ngày 10 tháng 9 theo giờ địa phương. Cảnh báo này đã được phát đi liên tiếp trong những ngày vừa qua cho đến tận ngày hôm nay, một động thái hiếm gặp ở Trung Quốc. Điều đó cho thấy rằng mưa lớn, lũ quét, sạt lở động đất sóng thần đang ập đến Trung Quốc một cách hết sức tồi tệ và rất nguy hiểm. Đó chính là sẽ lây lan sang Việt Nam trong một vài ngày tới. Theo đó, hàng loạt các tỉnh, thành phố phía Nam của Trung Quốc như Tứ Xuyên, Trùng Khánh, Quỳ Châu, Vân Nam, Quảng Tây, Chiết Giang, Phúc Kiến sẽ có mưa to đến rất to. Trong đó các địa phương như Trùng Khánh, Quỳ Châu, Hồ Bắc có nơi lượng mưa lên đến 100-150mm trên giờ. Trong số các tỉnh xảy ra mưa lớn những ngày tới ở Trung Quốc, có hai tỉnh như Vân Nam và Quảng Tây tiếp tục đón những cơn mưa xối xả. Điều đáng chú ý là hai tỉnh trên giáp danh với cả biên giới của Việt Nam. Vì thế các tỉnh phía Bắc của Việt Nam cũng bị ảnh hưởng, bị những cơn mưa, bầu trời u ám của phía Trung Quốc lây lan sang. Dự báo từ nay đến một vài ngày tới, những tỉnh phía Bắc của Việt Nam sẽ đón nhận những trận mưa to và mưa rất to. Thưa quý vị, ngày hôm qua, ngày 10 tháng 9, truyền thông của Trung Quốc chính thức lên tiếng con đập Tam Hiệp đã tiến hành đợt xả lũ đầu tiên trong năm nay. Giữa bối cảnh có nhiều lo ngại và đồn đoán rằng khả năng con đập này sẽ bị vỡ là rất cao. Con đập Tam Hiệp được biết đến là một trong những công trình lớn nhất trên thế giới, nằm chắn ngang con sông Trường Giang của Trung Quốc đã trở thành trung tâm của sự chú ý đặc biệt giới truyền thông quốc tế. Trong những ngày gần đây, khi tình hình ngập lụt được ghi nhận tại nhiều nơi nằm ở hạ nguồn con đập này, chắc hẳn quý vị đã nghe tới vấn đề con đập Tam Hiệp và tình hình lũ lụt của Trung Quốc trong những ngày vừa qua khi mà truyền thông trên thế giới đồng loạt đều đưa tin. Nhưng rất ít các bạn biết rằng con đập Tam Hiệp của phía Trung Quốc xây dựng với mục đích gì,
thì xin thưa với quý vị rằng đập Tam Hiệp của phía Trung Quốc được xây dựng với 3 mục đích chính là sản xuất điện, kiểm soát lũ và hỗ trợ giao thông đường thủy. Nhật báo Kinh tế của Hồng Kông đã bình luận mưa lớn ở miền Nam không ngừng và thách thức năng lực chống lũ của đập Tam Hiệp trên sông Dương Tử. Giới quan sát trong thời gian vừa qua đã đặt ra nghi vấn liệu lũ lụt trong những ngày vừa qua ở địa phương nằm gần con đập Tam Hiệp có liên quan tới con đập này xả lũ hay không. Hãng tin Tân Hóa Xã đưa tin đập tiến hành xả lũ đầu tiên trong năm nay. Hãng Tân Hóa Xã cho biết do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài trong khu vực ở thượng lưu và trung lưu sông Trường Giang, trong suốt một tháng vừa qua lượng nước đi vào hồ chứa đập Tam Hiệp không ngừng tăng. Để giải thoát một lượng nước khổng lồ gây ra lũ lụt cho tương lai, thì con đập Tam Hiệp đã được mở cửa xả lũ. Và các nhà quan sát cho biết, trong khi tất cả các tờ báo chính thống cũng như đài truyền hình trung ương Trung Quốc CCTV không hề có đưa tin về lũ lụt, lũ quét ở Trung Quốc, mà họ chỉ đưa tin về những trận chiến ở ngoài Biển Đông và những xung đột căng thẳng bạo loạn ở Mỹ, hay những tin cực nóng về cuộc chiến tranh giữa Nga và Ukraine đang diễn ra trong suốt hơn một năm qua. Thưa quý vị, có một cái tin được cho là rất hay và rất nhiều người quan tâm đến đập Tam Hiệp, mà đến bây giờ quý vị đều không có một ai biết đến. Đó là ý tưởng xây dựng con đập Tam Hiệp trên sông Trường Giang đã có cách đây hàng trăm năm. Vào năm 1918, nhà lãnh đạo Tôn Trung Sơn đã đề ra ý định xây dựng con đập này. Sau đó, nhiều chuyên gia tiến hành khảo sát và lên kế hoạch xây dựng. Tuy nhiên, vì những lý do lịch sử và thiếu nguồn lực, con đập vẫn chỉ là một giấc mơ xa của phía Trung Quốc đại lục. Trước khi con đập Tam Hiệp được xây dựng, người dân sống ở vùng trung lưu hạ lưu sông Trường Giang đã chịu thiệt hại nghiêm trọng cả về người và vật chất do lũ lụt gây ra. Chỉ năm 1931, lũ lụt đã phá hủy 333.000 đất trồng trọt và cướp đi sinh mạng của hơn 145.000 người. Đến năm 1953, lãnh tụ Mao Trạch Đông hồi sinh dự án và chỉ đạo nghiên cứu tính khả thi của một số đỉnh điểm đập Tam Hiệp. Dự án bắt đầu lên kế hoạch chi tiết vào năm 1955. Phe ủng hộ khẳng định đập nước sẽ giúp kiểm soát lũ dọc theo hai bên sông Trường Giang, thúc đẩy thương mại nội địa và cung cấp phần lớn điện năng cho miền Trung của Trung Quốc đại lục. Ở chiều ngược lại, nhiều người phản đối lo lắng nguy cơ vỡ đập và hậu quả khủng khiếp của nó, về việc khoảng 1,9 triệu dân của Trung Quốc sống dọc hai bên sông bị mất chỗ ở, về việc phá hủy cảnh quan tự nhiên, các khu di tích lịch sử, khảo cổ học và các kiến trúc học, tác động tới môi trường của dự án thì không thể đong đếm nổi, nhất là với quy mô lớn đó. Giới khoa học lo ngại việc tích tụ một lượng nước khổng lồ như thế sẽ gây ra động đất và sạt lở địa hình. Những nguy cơ đó vốn tăng dần theo thời gian. Không phải tự nhiên mà tổ chức sông ngoài quốc tế gọi đập Tam Hiệp là hình mẫu của thảm họa, nhất là nó được coi là tử huyệt của phía Trung Quốc. Điều đó cũng cho thấy rằng Ngân hàng Thế giới Quốc Banh cũng đã từ chối việc cung cấp tiền cho dự án với lý do quan ngại sâu sắc về tác động của môi trường và nhiều yếu tố khác. Được biết, thời điểm đó nhiều kỹ sư của Trung Quốc và nước ngoài kêu gọi chính phủ Bắc Kinh không nên bỏ nhiều tiền ra để xây dựng con đập Tam Hiệp, bởi vì nó chính là tử huyệt của phía Trung Quốc. Tuy nhiên, chính phủ Bắc Kinh thời đó đã không nghe theo những lời khuyên, những lời chỉ dẫn của các nhà có chuyên môn khoa học, mà họ tiếp tục cho xây dựng con đập Tam Hiệp, để bây giờ nguy cơ bị nhấn chìm Trung Quốc là không thể thoát khỏi. Vì có nhiều vấn đề nên dự án bị trì hoãn đến gần 40 năm, và đến năm 1992, Thủ tướng Lý Bằng đã thuyết phục được Quốc hội của Trung Quốc thông qua dự án. Nhưng cũng đến gần 1/3 đại biểu Quốc hội Trung Quốc phản đối hoặc không thèm bỏ phiếu. Điều ít thấy trên chiến trường của Trung Quốc trong lễ động thổ công trình năm 1994, giới quan sát lưu ý rằng Chủ tịch Giang Trạch Dân đã không xuất hiện cùng Thủ tướng Lý Bằng, nhưng dù sao dự án vẫn được tiến hành. Dù trong suốt thời gian xây dựng con đập đã có không ít những scandal và những tham nhũng, nhưng nó vẫn được hoàn thành. Nhiều lo ngại về con đập Tam Hiệp bắt đầu râm ran vào mùa hè năm 2019, sau khi hình ảnh vệ tinh ghi nhận thân đập có vẻ bị lõm do sức ép của nước, nhưng các nhà chức trách đã bác bỏ khẳng định đập vẫn an toàn. Đến mùa mưa năm nay, tình hình càng trở nên tồi tệ và xấu hơn. Trận lũ kỷ lục trong vòng 100 năm ở miền Nam của Trung Quốc thời gian vừa qua là thử thách lớn đầu tiên của công trình đập Tam Hiệp. Trong cuộc họp báo, Thủ tướng Tài nguyên Đức Trung Quốc ông Giang Chun cũng thừa nhận rằng mực nước ít nhất ở trên 150 con sông Trung Quốc đã dâng lên mức báo động đỏ, chứng tỏ khả năng kiểm soát lũ của đập Tam Hiệp chỉ có giới hạn. Nhà khoa học Trung Quốc ông Zhen Zhang, một chuyên gia thủy văn, cảnh báo rằng con đập Tam Hiệp thật ra không ổn định như người ta tưởng tượng. Vâng, thưa quý vị, nghe tới đây chắc chắn sẽ có nhiều quý vị và các bạn sẽ đặt ra câu hỏi: vậy con đập Tam Hiệp khi nào bị vỡ, khi nào bị hư hỏng và khi nào bị phá hủy? Thì xin thưa với quý vị rằng câu hỏi này vẫn chưa có lời giải đáp. Tất cả đều phụ thuộc vào mẹ thiên nhiên, mưa lũ và tình hình động đất sóng thần ở Trung Quốc trong những ngày tới đây. Những điểm tin vừa rồi đã kết thúc chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo.